Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, cùng với hệ thống y tế cả nước, các cơ sở điều trị lao ở tỉnh Quảng Bình triển khai cấp thuốc cho tất cả bệnh nhân qua bảo hiểm y tế. Điều này đã tạo thuận lợi cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, nhất là những người bệnh nghèo, giúp họ có cơ hội điều trị dứt điểm bệnh lao. Từ đó hạn chế được tình trạng lao kháng thuốc, góp phần thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030. Ông Lê Văn Luật ở thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh không giấu nổi niềm vui khi biết từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, với thẻ bảo hiểm y tế của mình, ông Luật được kê đơn cấp thuốc điều trị bệnh lao ngay tại trạm y tế xã, cách nhà chỉ đến 1 km. Tôi bị lao, điều kiện không có, cho nên được sự quan tâm của y tế, của trạm xã, cho nên chúng tôi có điều kiện gần gũi hơn, lấy thuốc ở tại xã. Theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh, trong số gần 5.000 người được khám thì đã phát hiện 366 bệnh nhân lao các thể. Những con số này cho thấy mục đích loại trừ bệnh lao ra khỏi cộng đồng vẫn là một thách thức lớn. Bởi trên thực tế vẫn còn rất nhiều bệnh nhân lao sống trong cộng đồng chưa được phát hiện. Trong khám phát hiện bệnh nhân lao ở trạm y tế cơ sở, cái thứ nhất là hiểu biết của người dân còn hạn chế, họ đang còn chưa hiểu đúng về bệnh lao. Khó khăn thứ hai là cơ sở vật chất, điều kiện của trạm y tế là không có để mà làm những cái xét nghiệm chụp X-quang hoặc là những cái chẩn đoán để bệnh lao. Cái khó khăn thứ ba là về cái thuốc bảo hiểm y tế. Thuộc chương trình lao thì cung cấp đủ cho bệnh nhân trong thời gian điều trị, nhưng mà thuộc bảo hiểm y tế do cơ chế nên một số thuộc để mà tăng sức đề kháng giúp đỡ người bệnh nhân lao thì hiện tại là cũng đang còn thiếu. Những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Bệnh viện Phổi Trung ương, các chương trình chống lao quốc gia, tỷ lệ bệnh nhân lao được điều trị thành công ở Quảng Bình đạt khoảng 95%. Nhờ triển khai chiến lược 2X, X-quang và X-per, Quảng Bình cũng đã phát hiện sớm cả các bệnh, đưa vào điều trị, cắt đứt nguồn lây của bệnh lao. Việc triển khai cấp thuốc điều trị bệnh lao từ nguồn ngân sách nhà nước sang nguồn quỹ bảo hiểm y tế là một lựa chọn tất yếu để đảm bảo cho người bệnh có thuốc liên tục trong quá trình điều trị. Thực hiện sự chỉ đạo của Bệnh viện Phổi Trung ương, chương trình chống lao quốc gia và Sở Y tế Quảng Bình, đến nay thì việc đấu thầu thuốc lao đã hoàn thành và chỉ chờ các đơn vị hoàn thiện các thủ tục thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm theo thông tư 36 để dự trữ thuốc. Thì các gia thầu sẽ cấp thuốc để cấp cho bệnh nhân lao trên địa bàn toàn tỉnh. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cho người dân được biết là thuốc lao từ ngày 1 tháng 7 sẽ được cấp qua bảo hiểm y tế để người dân có thể được cấp thuốc từ trạm y tế và bệnh viện đa khoa và sắp tới là các trung tâm y tế trên địa bàn của toàn tỉnh. Để thực hiện khám chữa bệnh lao bằng nguồn bảo hiểm y tế, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục phối hợp triển khai nhiều hoạt động để kịp thời khám, điều trị và cấp thuốc cho bệnh nhân lao tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Trong đó, Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở điều trị lao trên địa bàn tỉnh nhanh chóng kiện toàn để đủ điều kiện ký hoặc bổ sung hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội. Và từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, thực hiện kê đơn cấp thuốc lao hàng tháng bằng nguồn quỹ bảo hiểm y tế cho người bệnh lao có thẻ bảo hiểm y tế. Để đảm bảo cho quyền lợi của người thì tham gia bảo hiểm y tế mà không may bị bệnh lao thì chúng tôi đã triển khai một số giải pháp như thế này: tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo thông tư số 36 năm 2021 của Bộ Y tế, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về cái nội việc là khám chữa bệnh và thanh quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hướng dẫn các cơ sở phải thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử để phục vụ giám định và thanh quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến bệnh lao, thực hiện giám định và thanh quyết toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các chi phí khám chữa bệnh về liên quan đến bệnh lao thì đúng theo các quy định. Sau hơn một tháng thực hiện triển khai cấp thuốc lao bằng quỹ bảo hiểm y tế, Quảng Bình đã có 16 cơ sở y tế tham gia hoạt động khám chữa bệnh lao tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đủ điều kiện cấp thuốc cho người bị bệnh lao theo đúng quy định.